Xin chào tất cả mọi người. Đây là đường vào Nậm Sỏ các bạn này. Đường vào Nậm Sỏ ngay chỗ cây xăng. Trên trường tiểu học xã Nậm Sỏ. Tắt đường. Đồi cao sạt xuống này. Ngôi nhà của bạn mình toang rồi. Sập rồi mọi người ơi. Ôi. Toang rồi. Đi luôn ngôi nhà rồi. Úi. Chưa. Úi ghê quá. Bạn nào mà vào Nậm Sỏ thì đừng có vào nhá. Tắc đường rồi. Úi. Đá. Úi dồi, đằng sau cây xăng này. Úi, hai con đá kia sắp xuống rồi. Đường đi vào Sìn Hồ cũng tắc rồi. Coi như là Nậm Sỏ cô lập. Chỗ cây xăng này sắp xuống rồi chứ. Nguy hiểm quá. Mưa cả ngày cả đêm.